Trong thực tế thì chúng ta cũng thường gặp các cái trường hợp mà người bệnh nhỏ dùng nhầm thuốc, thì hay gặp nhất có lẽ là các cái trường hợp mà nhỏ nhầm cồn vào mắt, vào tai, bởi vì giữa chai cồn và chai nước muối sinh lý nó rất là giống nhau về hình dáng, kích thước, và cả hai cái dung dịch đều là chất lỏng trong suốt không màu. Có những trường hợp mà nhỏ nhầm thuốc vào mắt, vào tai dẫn tới là bỏng niêm mạc mắt, bỏng niêm mạc mũi, nặng thì có thể dẫn tới là đục thủy tinh thể hoặc là giảm thị lực, như là tổn thương cái đường hô hấp trên. Và trong những cái trường hợp mà nhỏ nhầm thuốc như vậy thì trước hết chúng ta phải nhanh chóng rửa mắt, mũi, tai với thật là nhiều nước sạch. Trong trường hợp đối với mắt thì có thể là để mắt dưới vòi nước và xả nước để cho cái dòng nước cuốn trôi đi những cái chất mà gây kích ứng mắt, và sau đó là nhanh chóng chuyển người bệnh đến cơ sở y tế để được cứu chữa kịp thời. Và khi đi thì chúng ta nhớ mang theo cái lọ thuốc mà đã dùng nhầm để các bác sĩ có phương hướng điều trị nhanh nhất và tránh giảm thiểu những cái rủi ro đáng tiếc do thuốc gây ra. Trong quá trình sử dụng thuốc thì để giảm thiểu những cái sai sót dùng nhầm như vậy thì trước hết đó là trước khi sử dụng thuốc thì chúng ta phải kiểm tra rất là kỹ. Thứ nhất là tên thuốc, về cách dùng, về đường dùng, cái đối tượng sử dụng có phù hợp với loại thuốc đó hay không. Cái thứ hai đó là các loại thuốc hóa chất thì cần phải đặt ở nơi riêng biệt, tránh xa tầm tay trẻ em. Thứ ba đó là tuyệt đối không để chung những chai, những lọ thuốc mà trông giống nhau về hình dáng, kích thước cũng như là màu sắc. Các cái trường hợp như là uống nhầm thuốc đặt âm đạo hoặc thuốc nhét hậu môn thì cũng thường xảy ra. Nhìn chung thì những trường hợp này không dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên thì những cái thành phần ở trong viên thuốc đặt âm đạo hoặc là thuốc nhét hậu môn nó không phù hợp khi chúng ta sử dụng theo đường uống, và do vậy thì có thể dẫn tới các cái tác dụng phụ trên hệ tiêu hóa, chẳng hạn như là buồn nôn, nôn mửa hoặc là tiêu chảy. Mặt khác, mục đích khi chúng ta sử dụng thuốc đặt âm đạo là thuốc nhét hậu với và thuốc nhét hậu môn đó là dưới tác dụng của nhiệt độ tại các vị trí đó thì viên thuốc sẽ rã ra, dược chất sẽ được giải phóng và thể hiện cái tác dụng điều trị tại chỗ, chẳng hạn như trong điều trị viêm âm đạo hoặc là điều trị trĩ hoặc là các cái bệnh viêm đại trực tràng. Khi mà chúng ta uống nhầm viên thuốc đặt âm đạo hoặc là thuốc nhét hậu môn như vậy thì thuốc sẽ không được hấp thu tốt qua đường uống và không thể tới được cái vị trí tác động một cách đầy đủ, do vậy là cái hiệu quả điều trị của thuốc không được đảm bảo. Và như vậy thì chúng ta phải hết sức chú ý và đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng bất cứ loại thuốc nào. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.